Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Bình Dương trên kênh BTV2 sáng nay gồm có những nội dung chính như sau. 6 giờ Bình Dương ngày mới, 6 giờ 35 phút văn hóa và đời sống, phát huy văn hóa đọc từ thư viện tư nhân, 6 giờ 55 phút quà tặng âm nhạc miền ký ức, 7 giờ 35 phút văn nghệ tổng hợp Bình Dương sức sống mới, 8 giờ 10 phút tạp chí quần vợt, 8 giờ 30 phút trên giường dưới ruộng, một lần trót dại, 9 giờ tin trong tỉnh, 9 giờ 35 phút phim Ấn Độ tình yêu màu trắng tập 4, 10 giờ 20 phút phim hoạt hình câu chuyện của cha và con phần 58, 11 giờ măng non thiết xa thần chiến tập 15 phần 1, 11 giờ 15 phút sức khỏe và cuộc sống bệnh tim mạch ở người cao tuổi, 11 giờ 30 phút phim Hàn Quốc anh em nhà bác sĩ tập 16. Kim Linh, Việt Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bình Dương ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Kính thưa quý vị, cách đây 43 năm, ngày 2 tháng 10 năm 1977, chương trình phát thanh đầu tiên trên làn sóng AM của Đài Phát thanh Sông Bé chính thức truyền đi trong toàn tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự ra đời của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương sau này. Trưởng thành cùng với sự nghiệp báo chí của cả nước trong chặng đường hình thành và phát triển 43 năm qua, bằng những nỗ lực và phấn đấu không ngừng, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương luôn đồng hành cùng quá trình phát triển của tỉnh Bình Dương, thực sự là tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân trong tỉnh. Trong ngày vui của những người làm phát thanh truyền hình Bình Dương hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị về những bước phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Xin mời quý vị đón theo dõi sau ít phút nữa. Trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý trong buổi sáng hôm nay.